lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7, ngày 20 tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, thiên ấn là các thần che chở vận trình công danh của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 7 này. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý, cục diện tam hội mang tới cho người tuổi Tý cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Nhưng chú chuột như thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc, có những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thiên tài nhập cục còn đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho con giáp này. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thể nào có mãi mà không biết được. Trong ngày này, những người làm kinh doanh có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận sẽ tăng lên gấp nhiều lần, mang tới nhiều niềm vui bất ngờ. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim có cơ hội gặp được quý nhân, nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy có những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nguồn thu nhập vững vàng, tài chính không có gì phải lo lắng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, người làm kinh doanh có nhiều cơ may, phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần vì dám nghĩ, dám làm. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu được tỷ kiền trong ngày thứ 7 này đưa ra những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu tương lai. Bạn biết mình cần gì, muốn gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình. Ngũ hành xung khắc khiến cho chuyện tình cảm của những chú trâu gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen sớm nắng chiều mưa của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai đây. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim đưa ra những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy hiểu rõ điều bản thân cần và muốn là gì. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ chuyện tình cảm không ít trục trặc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc đừng lúc nào cũng sớm nắng chiều mưa, giận dỗi nửa kia. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Tử vi tuổi Dần, xem lịch ngày tốt, ngày Hợi Dần nhị hợp báo hiệu hôm nay là một ngày thích hợp để người tuổi Dần tiến hành các kế hoạch hợp tác làm ăn. Bản mệnh có thể ký kết những hợp đồng có giá trị, tuy nhiên cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh để cho tình cảm cá nhân xen vào gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Hôm nay, những chú hổ còn được hưởng các khí tử chính quan nên có thể làm việc với cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn. Bản mệnh có thể nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý, thậm chí là sáng tạo cho mỗi công việc mình đang phụ trách. Ngày Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm của người tuổi này diễn ra tốt đẹp. Hôm nay, dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên gửi một vài tin nhắn yêu thương hoặc đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm bất ngờ. Đây là cách hay để bạn có thể hâm nóng tình yêu dành cho người ấy. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy ngay thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ giữ tinh thần tỉnh táo và minh mẫn khi làm việc. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý và sáng tạo. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp, đừng quên hâm nóng mối quan hệ. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi hàng ngày, tam hợp xuất hiện tạo cơ hội cho người tuổi Mão hàn gắn mối quan hệ đã xuất hiện rất nhiều vết vạn nứt của mình. Sau khi thẳng thắn trò chuyện, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những chuyện xô xát, mâu thuẫn. Bạn ngày càng trân trọng và hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Trong khi đó, người độc thân cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái.
bản mệnh có sức hút riêng, cũng biết cách để thu lấy sức hút của mình khiến cho đối phương không thể rời mắt. Tuy nhiên, công việc của mệnh chủ lại không được may mắn như đường tình duyên. Thiên quan xuất hiện, cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Có đôi khi, bạn suy nghĩ quá đơn giản, nói lời mà không suy nghĩ, cũng không biết đưa đẩy theo tình hình nên dễ đắc tội với cả tiểu nhân. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy có cơ hội hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện, nhiều vết rạn nứt. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, đôi lứa ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, đề phòng nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, dễ đắc tội tiểu nhân vì suy nghĩ quá đơn giản. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi tuổi Thìn, người tuổi Thìn có nguy cơ mất tiền hạ của rất lớn trong ngày hôm nay khi chịu tác động của kiếp tài hung tinh. Ngày nay bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn, kể cả là người thân quen hay anh em họ hàng, vì cơ hội đòi lại sẽ rất thấp, có khi còn mất cả tình cảm. Đầu xuân năm mới cho vay tiền của cũng bị cho là xui nên bạn cố gắng từ chối khéo léo nhất, thà mất lòng người khác được lòng sau còn hơn. Ngũ hành xung khắc khiến cho đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi. Bản mệnh cảm giác mình và người ấy ngày càng có nhiều bất đồng. Có nhiều khi bạn không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại cứ luôn khiến cho bạn thất vọng như vậy. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa có nguy cơ mất tiền hào của rất lớn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc nên từ chối khéo léo lời vay mượn tài chính dịp đầu xuân. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim đường tình duyên không được thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy đôi lứa ngày càng có nhiều bất đồng, đôi trái tim ngày càng xa nhau. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hôm nay, cục diện hợi Tỵ tương xung là điểm báo có tranh chấp, cãi vã xảy ra trong ngày này. Người tuổi Tỵ có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác khi khó chịu. Đầu óc vì thế khó giữ được tỉnh táo nên dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể. Ngày nay, một khi đã quyết định điều gì là bản mệnh sẽ trở nên cứng đầu cứng cổ, thậm chí là cực đoan, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Bạn đang tự đẩy bản thân vào tình huống trở thành kẻ khó ưa trong mắt người xung quanh mà không hay. Hãy suy nghĩ thấu đáo hơn. Thủy hỏa bất dung, con dáng lên đường tình duyên của con giáp này những trục trặc nặng nề. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài. Bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa có điểm báo tranh chấp, cãi vã trong ngày này. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, ảnh hưởng tới công việc chung. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim hãy suy nghĩ thấu đáo hơn nếu không muốn trở thành kẻ khó ưa. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy tình cảm rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Thiên Ấn là cát thần che chở vận trình công danh của người tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này. Dù bản mệnh vẫn gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc, nhưng điều đó không khiến bạn lùi bước, mà ngược lại càng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn ấy, thành quả nhận được sau này sẽ lại càng thêm ngọt ngào. Tất cả đều nhờ sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như năng lực vững vàng, con giáp này có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để có thể được những thành công sau đó. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc lại nhắc nhở con giáp này đừng vì mải mê công việc mà không quan tâm đến gia đình. Để giữ gìn hạnh phúc, rất cần có sự sẻ chia và trách nhiệm của cả hai bên. Đừng dồn hết việc nhà cho người kia với lý do mình đang bận kiếm tiền nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim không lùi bước dù gặp phải không ít khó khăn. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa có sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như năng lực vững vàng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ có tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc
đừng vì mải mê công việc mà không quan tâm tới gia đình. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, tuất, dần. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp được tam hợp nâng đỡ nên người tuổi Mùi có thể giải quyết nhanh gọn mọi việc, luôn dẫn đầu, gặt hái được thành công trong công việc. Ngày nay cũng sẽ rất thích hợp với những chú dê mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là với những người làm về tư vấn, tiếp thị khách hàng, có thể suy nghĩ đến việc ký kết hợp đồng với đối tác. Nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác, mang lại lợi nhuận cho công ty mình. Ngũ hành xung khắc khiến cho con giáp này và nửa kia dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Dù đã dặn lòng kiềm chế nhưng cứ đụng đến vấn đề cũ lại bạn lại khó được giữ được sự bình tĩnh. Người độc thân buồn bã khi mãi chẳng thể tìm thấy người nào phù hợp với mình. Bạn thất vọng vì bản thân, chán nản với tình yêu và không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, giải quyết nhanh gọn mọi việc, luôn luôn dẫn đầu. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, người làm lãnh đạo, quản lý, có thể duy trì uy tín trước tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, mạnh dạn ký kết hợp đồng với đối tác sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đôi lứa dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, khó kiềm chế. Con số may mắn 4, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hôm nay, ngày Hợi Thân tương hại là điềm báo người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân và miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay. Lại thêm ảnh hưởng của thương quan, những chú khỉ cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân, nhưng nếu đơn phương độc mã thì sẽ rất khó thành công như mong muốn. May mắn có kim sinh thủy, đường tinh duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, có lẽ những tháng ngày độc thân của người tuổi Thân cũng sẽ sớm kết thúc. Bản mệnh hãy mở lòng mình hơn để không còn phải chịu cảnh cô đơn nữa. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đơn thường độc mã, rất khó thành công như mong muốn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đường tinh duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, được thực thần soi bóng, người tuổi Dậu đón vận may tài lộc khá lớn, nhất là những người làm kinh doanh thì càng có thể kê cả gối ngủ mà không phải lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh sẽ có một thứ ngày thứ bảy bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt. Nhân lúc đang dư giả, bạn nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn đảm bảo tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần dùng tới. Kim sinh xuất cho Thủy cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp, hai bên có thể xảy ra hiểu lầm từ những vấn đề xảy ra hàng ngày. Đừng vội nóng giận, mãi bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những xích mích không đáng có. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, người làm kinh doanh đón vận may tài lộc khá lớn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, có một ngày bận rộn nhưng bù lại tiền bạc về tài không ngớt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu cho phù hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tiết kiệm trước khi chi tiêu sẽ đảm bảo cho tài chính ổn định hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, mối quan hệ tình cảm không quá tốt đẹp, dễ xảy ra hiểu lầm. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, kiếp tài nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải cẩn thận kèo thứ bảy này, bản mệnh sẽ dễ mất tiền. Còn giáp này có thói quen tiêu xài phung phí, không chịu cân đối chi tiêu thì sớm muộn gì tiền bạc cũng tiêu hao không kiểm soát là điều dễ hiểu. Người làm kinh doanh buôn bán thì càng cần phải thận trọng hơn,
Bản mệnh có thể tin lầm lời kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cảnh điêu đứng khi tài chính sa sút, nợ nần chồng chất. Con giáp này cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt, kẻ xấu. Thủy thổ xung khắc, vợ chồng có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền mà xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nhau. Trách móc, than vãn chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn mà còn khiến cho căng thẳng leo thang, mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hại. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, đề phòng nguy cơ mất tiền khá cao. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, nên sửa đổi thói quen tiêu xài phung phí, cân đối chi tiêu. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, người làm kinh doanh buôn bán, chớ nên vội tin lời của bất cứ ai. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, vợ chồng có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền mà xảy ra tranh cãi. Con số may mắn 4, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi Hợi, trong ngày Hợi Hợi tự hình, thường ngày vốn hiền lành là thế, nhưng chẳng hiểu sao người tuổi Hợi bỗng trở nên cứng đầu, cố chấp hơn hẳn trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình, cho dù có được nhắc nhở hay góp ý tận nơi thế nào thì cũng sẽ bỏ ngoài tai, chỉ tin tưởng vào nhận định của bản thân. Ngày nay, sức sáng tạo của con giáp này cũng sẽ giảm sút khá rõ, dù đã cố gắng tập trung tinh thần làm việc nhưng hiệu quả cũng không cao. Có lẽ bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đợi khi nào đầu óc tỉnh táo, hãy làm, tránh tình trạng vì sao nhãng mà phạm những sai lầm không đáng có. Thủy khí vượng còn khiến cho thấy bản mệnh khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu không khéo thì những lời nói trong lúc nóng này của bạn sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ xung quanh, nhất là với những người thân của bạn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, trở nên cứng đầu, cố chấp, khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, bỏ ngoài tai những lời góp ý, chỉ tin tưởng vào nhận định của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, sức sáng tạo, giảm sút, hiệu quả công việc không cao. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nên dành thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tỉnh táo. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, dễ nói lời tổn thương người khác. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 20 tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp. Con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tý, tuổi Dần hay tuổi Dậu. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày nay? Đó có thể là tuổi Thìn, tuổi Tỵ hay tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.